Mến chào cả nhà. Hôm nay mình quay chia sẻ cho cả nhà xem một cái vườn hoa giấy rất là to, rộng luôn nha cả nhà. Và vườn này là bán hoa giấy công trình rất là nhiều luôn, số lượng lớn luôn. Hoa giấy công trình đó là được trồng trong chậu C11, cây cao to. Khi mà trồng ở các công trình đó, khu du lịch hoặc là những cái công trình cây xanh đó, thì cây rất là khỏe luôn. Cả nhà mua số lượng lớn thì điện thoại cho Kiệt Hoa Giấy. Em sẽ ship bán cho cả nhà. Và một hồi mình sẽ quay cho cả nhà xem cái vườn hoa giấy Mỹ nữa. Vườn hoa giấy Mỹ được trồng hình cầu rất là đẹp luôn. Còn cái này là hoa giấy, này là hoa giấy thường để đi công trình. Và hoa giấy Thái cũng có luôn nha cả nhà. Vườn sản xuất với số lượng rất là nhiều luôn cả nhà. Cả nhà mua số lượng lớn đều có hết và cây rất là khỏe và tốt luôn. Cao. Được trồng trong các chậu C11 đủ màu sắc hết. Líp líp luôn cả nhà ơi. Nhìn mê luôn. Màu sắc thì đầy đủ luôn, các loại luôn. Mùa mưa nên hoa giấy nó phát triển rất là tốt. Nhưng mà bông thì quậy thì nó hơi ít nha cả nhà. Hoa giấy Mỹ cũng có luôn. Này hoa giấy thường. Nhiều lắm cả nhà. Mình đi dài dài cho cả nhà cùng tham quan. Cái xóm này thuộc ở xã Tân Dương mình luôn nha. Thì cả nhà đi vào sâu bên trong á, thì cả nhà mua được với số lượng rất là nhiều luôn. Nhà vườn trồng số lượng lớn để bán cho những cái công trình lớn á cả nhà. Còn đây là giấy Thái nha cả nhà. Giấy Thái đủ màu sắc luôn. Hình tháp. Rất là đẹp luôn. Này để trong cái khu... các công trình khu du lịch rất là đẹp luôn cả nhà. Đây, được xuất bán lên xe tải chở luôn. Đủ màu sắc, rất là đẹp luôn. Màu hồng, màu cam, màu vàng, màu đỏ, màu trắng đều có hết cả nhà. Cây mùa này mà hoa cũng chịu ra hoa dữ lắm nè cả nhà. Giấy Thái. Đủ loại hết. Ở đây là trồng theo cái từng chia ra nha cả nhà. Giống như là một chỗ nào là hoa giấy thường thì thường một lọt luôn. Rồi xong rồi tới hoa giấy ngũ sắc. Còn này là cây giống hoa giấy Mỹ. Với số lượng lớn đều có hết. Nhà vườn ở đây trồng là cung cấp với số lượng rất là lớn luôn. Nên cả nhà mua thì liên hệ với Kiệt Hoa Giấy. Còn cả nhà mà muốn đến vườn tham quan cũng được luôn nha. Và nhà vườn, cả nhà có đi ngang ở cái quê mình thì cứ ghé vào mua. Một hai cây người ta vẫn bán nha, chứ không phải không tiếp khách nha cả nhà. Vẫn bán bình thường, nhưng mà đa số ở vườn này là đa số người dân là ra đồng trồng rất là nhiều luôn. Cả cánh đồng hoa giấy luôn. Nên ở ngoài sau đồng, sau hè là rất là nhiều luôn. Chuyên để cung cấp cho các công trình cây xanh đó, với số lượng rất là lớn luôn cả nhà. Bạc ngàn hoa giấy luôn nè. Đó. Rất là nhiều luôn cả nhà. Và hoa giấy nào cũng có, cây loại giống mới nhất đều có hết. Rồi tiếp theo mình ra cái khu vườn hoa giấy Mỹ. Hoa giấy Mỹ ở đây cây cao to cũng có, cây giống cũng có, số lượng lớn nha cả nhà. Cả nhà mua với số lượng lớn cũng có luôn. Đây là chậu C6 nè cả nhà. Trồng rất là nhiều luôn. Và cây rất là tốt, khỏe luôn. Hiện tại thì cây giống thường là 5k. Mà cả nhà mua chậu C6 thì về trồng á, thì giá cao hơn, nhưng mà về trồng là bảo đảm luôn. Chỉ cần về là cả nhà mua thêm chậu C11
trồng lên nữa là được cái chậu hoa giấy, không cần sang chậu C6 nha, rất là tiện lợi luôn, với số lượng cũng rất là nhiều luôn, và cây giống đã tốt, khỏe rồi. Phôi giấy cũng rất là nhiều cả nhà ơi. Vườn là thường là trồng đủ loại hết, nên cả nhà muốn mua gì thì cả nhà cứ liên hệ, nhà vườn sẽ ship bán cho cả nhà. Đây, những gốc giấy Mỹ cao to thành phẩm rất là đẹp luôn, nhiều lắm cả nhà. Cây ghép hoặc là phôi không cũng có luôn, phôi giấy Mỹ cũng có luôn. Phôi giấy Mỹ cũng rất là nhiều luôn, cây cao nhỏ đều có hết, số lượng rất là nhiều luôn cả nhà. Bên này thì cao bồi, cái màu hồng hồng này có 3 màu, thường cao bồi 3 màu. Và đặc biệt cái vườn đẹp lắm cả nhà ơi. Đó, hoa giấy Mỹ mà làm thành cầu nha, rất là đẹp và dễ thương. Đây, cho cả nhà cùng xem. Thì nhà vườn trồng trong một cái chậu như vậy, nhưng mà để ở dưới đất á, thì cái chậu của mình nó mau phát triển hơn nha. Đây cả nhà, cây thành phẩm là rất là đẹp luôn, tỉa cắt tỉa đó. Mùa này thì bông ít là do là trời mưa quá nên bông nó hơi ít nha cả nhà, chứ không là hoa nó bung ra giống như là cúc mâm xôi á, trông rất là đẹp luôn. Hiện tại thì nó đang bung bông thôi, kêu là hoa giấy hình cầu. Mình cắt tỉa nó cả nhà, mình cắt tỉa nó và mình xiên xịt dưỡng lá để cái tược hoa nó bung ra và cho nó tròn đều, rất là đẹp luôn. Đó bên kia đó cả nhà, bên kia bờ mương cũng rất là nhiều luôn, bạt ngang hoa giấy luôn. Hiện tại thì cái hình cầu này nè, Tết người ta rất là thích luôn, và các công trình cũng mê lắm cả nhà. Khi trồng á, chăm sóc nó rất là dễ, ít tưới nước thì bông lại càng nhiều nữa mà đẹp lắm luôn. Giấy hình cầu này thì trồng có một chậu rồi cả nhà ơi, trồng trên đất rồi chăm sóc, bón phân và xịt nó để cho cái cây bung ra luôn, bung tròn rất là đẹp luôn. Tỉa chỉ cần cắt tỉa cho nó tròn, đừng cho nó vượt cái nhánh quá, tạo những cái hình cầu nè, mỗi chịu ra hoa là đẹp lắm luôn. Cái này đang chuẩn bị ra hoa thôi, mới búp búp. Vườn nhà trồng số lượng rất là lớn để bán cho các khu du lịch, khu công trình, nên cả nhà có cần số lượng lớn thì điện thoại cho Kiệt Hoa Giấy, Kiệt sẽ ship bán cho cả nhà với số lượng lớn cũng có luôn nha cả nhà, rất là nhiều luôn, bạt ngàn hoa giấy đủ loại hết. Rồi, mình xin cảm ơn cả nhà đã xem và xin chúc cả nhà vui khỏe, an lành và luôn thành công trong cuộc sống.